Rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp. Em tên là tên thật là tên Nhanh ha. Đó, mấy anh có mua hàng thì mình cứ kêu em Nhanh đi nghe cho nó gần gũi. Thì em thì chuyên về bên máy cắt cỏ động cơ 2 thì, máy cắt cỏ động cơ 4 thì. Và đặc biệt là bây giờ em Nhanh có lắng sang là máy cưa xích nha. Đó, mong quý anh chị chú bác ủng hộ em nhiệt tình nha. Ai cưa xích bên em giữ số điện thoại nhiều nha em nha. Rồi bao nhiêu cũng có hàng này thì nó chưa dọn mẫu. Rồi thì mấy anh nào mua hàng mà ví dụ mua sử dụng ha, thì chuyện bình thường rồi. Còn mà mình có mua đi bán lại hay gọi là bán buôn thì cứ alo em Nhanh hỗ trợ giá cho mình nha. Đó, em Nhanh bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em Nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy nha. Cho nên quý anh chị cứ an tâm cái vấn đề máy móc ha. Tại vì em Nhanh bán hàng là cái phương châm em Nhanh là em Nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết. Cho nên quý anh chị, cô chú thì cứ an tâm ha, không có sợ mình lừa lọc gì đâu. Rồi quá trình bán máy thì sử dụng máy của bên em cũng có chế độ bảo hành rõ ràng. Thì bên em sẽ bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mình nhận hàng ha. Còn từ đó thì sao, mấy anh sử dụng máy 1-2 tháng, 2-3 tháng, 3-4 tháng, 5-6 năm, 2-3 năm gì đó. Mà máy nó có trục trặc bị lỗi nhẹ hay bệnh sau đó thì mấy anh cứ alo cho em Nhanh. Để em Nhanh hỗ trợ cho mình kịp thời ha. Tại vì đối với em Nhanh một cây máy không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà đối với quý anh chị chú bác mà mua một cây máy là cả một tài sản của mình ha. Thì làm gì làm phải cho khách của mình, phải hỗ trợ khách mình sử dụng máy được á, sử dụng không được rồi yên tâm mình để đâu phải không. Thì hôm nay em cũng có lên cho mình luôn cưa xích luôn chữ B 12 máy nha, tay cụt có, tay dài có nha, nòng nhỏ có, nòng lớn có, nòng nằm có và nòng đứng cũng có luôn. Thì những cây cưa như thế này nè, tay cục ha, tay em lam lộ còn cực kỳ đẹp nha. Makita tay màu đỏ nè, tới đó là Makita màu xanh nha. Đó, tới tiếp là cây Tanaka ha, cho đến là cây Roman ấy, Roman nha, máy này đẹp cực kỳ đẹp nha. Này cái đó là cây Hitachi, cây này nó tới 35cc lận nha, máy lớn ha. Cái này là Zenon Komitsu đó. Ulit Ren 3 này 33 ha. Makita 3640 đồng 40 ly nha. Kế đến là G365 nha em nha, Xenon G365. Rồi này là Ryobi 3435 ha. Shinewa 393 nha em nha, đồng đứng. Và cuối cùng là cây Xenon Komitsu G3007 nha, khủng long. Rồi mấy anh xem kênh của cửa hàng Thành Hợp, mấy anh cho em xin một nút like. Nên nhắn như vậy, khách nào mà mình chưa đăng ký kênh thì mình nhớ nhắn vô đăng ký kênh để xem được nhiều cái video máy lên cho mình, vừa cưa vừa cắt cỏ, vừa chất lượng vừa đẹp mắt, và đặc biệt là giá cả phù hợp với tiền nha quý anh chị. Rồi số điện thoại để chốt đơn bên em nè, 0913136620. Đó, số này là liên hệ để mình chốt máy, liên hệ để hỗ trợ tư vấn kỹ thuật. Đó, tư vấn miễn phí và đặc biệt là có Zalo luôn. Zalo số đó là tên là Mai Thị Thanh Chị, là tên Zalo của em ha. Rồi bên em thì nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước. Ví dụ như mấy anh đặt hàng mà hàng quá lâu đi, 6-7 ngày mà mấy anh chưa nhận được máy thì mấy anh đi điện lại cho em. Đó, điện lại cho em để em hỗ trợ ngay. Nhiều khi á, máy tới rồi mà em điện cho mấy anh, điện thoại nó reo mãi luôn mà không ai nghe hết. Đặt hàng thì mình phải giữ điện thoại mà, nhiều khi máy tới thì người ta hỗ trợ người ta giao. Có nhiều ca rất là gắt luôn, ca đó là bị bệnh luôn đó. Rồi ví dụ như mấy anh mua cưa, cái giá em báo ra là em đã bao ship tới nhà và kèm theo 4 món phụ kiện ha. Thì 4 món phụ kiện của em nè, cái tiếp mở bugi vậy chưa? Cho chị cái tiếp mở bugi Thanh. Một cây vít chỉnh xăng ha, một cây dũa bằng tay, một cái bao lam và một cây tiếp mở bugi nha. Đó là em Nhanh sẽ cho 4 món này đi theo máy cưa. Còn đối với nhớt này thì em Nhanh bán nha em nha. Nhớt này là động cơ nhớt 2 thì, nhớt qua test. Cái này là nhớt vừa sử dụng cho xăng pha nhớt và sử dụng cho ga nhớt lam luôn cũng được ha. Đó, cũng hơi xịn sò. Bình này với chất hơn 100.000 em anh vừa túi tiền mà em cũng đang sử dụng, em dọn nổ máy á. Rồi sẵn em chia sẻ luôn là đối với cưa xích thì mấy anh bán dùm mẫu mấy anh pha dùm em là 1 lít xăng 70cc nhớt ha. Tại vì cưa xích tua nó chạy nhanh, mình pha như vậy đi chạy cho nó mát máy. Thì nè, mấy anh bóp nhớt bên đây nó qua đây ha. Đó, thì mấy anh pha nằm anh canh dùm em, nằm giữa 80 và 60 thì số 70 nha.
cái mình lắc vô ha, lắc vô chung với đổ chung một lít xăng, cái mình lắc lên cho đều, cái mình đổ vô cái nắp xăng pha nhớt ha. Còn đối với nhớt lam thì mấy anh sử dụng nhớt này cũng được, hoặc mấy anh sử dụng nhớt xe máy cũng được, nhớt mà mình thay nhớt xe máy đó, nhưng mà với điều kiện nhớt đó ha, nhớt mà mình thay nhớt cũ đó, thì mấy anh phải chịu lược cặn nha, lược mình bỏ đi cái cặn chứ đừng có đổ vô rồi lâu ngày nó bị nghẹt chỗ cái chỗ bơm nhớt lên chỗ cái lam thì nó hư máy em anh. Kỹ chút giùm em chạy máy cho nó bền. Và em khuyên mấy anh mua máy nên mua theo một chai nhớt ha. Cái thứ nhất là shipper họ giao cho mình là sẽ có nhớt để thử máy. Cái thứ hai sau này mình sử dụng hết, mình chừa cái vỏ này lại mình lường ha. Mình lường để mình chạy cho nó bền nha em ha. Đường xăng với nhớt đó. À bây giờ em sẽ vô test nổ máy nha. À, test nổ máy cho mấy anh xem tham khảo nha. Dạo này khách ủng hộ cưa anh em nhiệt tình quá cho nên em cũng mạnh da dạng là dọn nhiều máy. Bỏ thời gian dọn nhiều máy để cho mấy anh coi có chốt máy gì được thì mình tranh thủ chốt ăn mình vô vụ mình cưa cây luôn ha. Và quên nói nữa, mấy anh nghe như thế này ha, những cây cưa mà em mấy anh chốt đơn mà trước khi em cho đi là bên em sẽ đưa vô tải coi máy chạy ổn định không, rồi dũa cho nó bén đồ đàng hoàng ha, tức là cưa cây luôn đó. Cho nên mấy anh cứ an tâm nha, bên em thử đâu đó chỉnh tề mới cho đi chứ không phải mà giật tè tè ở đây cho đi là không phải nha, giật để cho mấy anh xem thôi. Rồi đầu tiên là cây Makita. Em sẽ cần cây cây cưa này mấy ký nha, 4 ký nha mấy anh. Chiều dài của cái lam nè, lam này lam 4 tấc ha. Em kéo cửa ra đi cho nó qua đây coi Dương. Cây cưa đầu tiên là cây Makita nha em anh. Rồi cây này cái tem còn siêu đẹp chưa đó, 300 ha, thông số kỹ thuật còn rõ ràng nha, 03561 Makita đó, đồ chặn xích vẫn còn dày dặn nha. Cưa này thì nó sử dụng xích là xích chuột ha đó, làm còn chữ Makita nổi luôn. Đây con ốc vàng con gói đẹp mặt tiền siêu đẹp nha mấy anh. Cái này mà mấy nhánh tỉa cành ha cũng được luôn, anh nào mạnh mạnh tay dạng dạng xíu thì mình hạ cây đứng luôn ha. Có vú bông phụ nè đó, lê gió nha, lê gió nè, mình kéo lê ra, kéo lê ra xong rồi mình khởi động máy mình đẩy vô là mở lê ha. Đây cái này là cái bình này là mình đổ xăng pha nhớt nha, nó có hình cây xăng này mấy anh trai thấy không. Rồi sau lưng là hình này là hình nhớt lam nha mấy anh, nắp thành nắp nhớt lam ha. Em nhanh nói rất là kỹ lưỡng này nha, khi mà mình thử máy thì mình cũng đổ cho chính xác giùm em nhanh, nói vậy chứ quý khách đổ sai hoài chứ gì. Đây, đồ giữ ra lớn ha. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, mã B1 36 ly 1.700.000 đồng ha. Đối với cưa xích giá này là cực kỳ dễ sử dụng rồi nha em ha, quá đẹp. Rồi làm 4 tấc thì nó cũng vừa tầm mình sử dụng luôn. Cây kế tiếp là cũng Makita mà cây này màu xanh ha. Nghe mấy anh, chiều dài của cái lam 3 tấc 7 nè, qua lam này nó cũng hơn rồi. Rồi anh nào thích máy cưa gọn nhẹ sử dụng gia đình thì mình chốt cây màu xanh này ha. Cái phiên bản này giống như nó có trợ lực nhẹ vậy đó mấy anh, 332 ha, 332 quá đẹp.
làm còn chữ Makita ha, mặt cắt còn dày dặn nha, và sử dụng là xích 91 ha. À, ốc giữ này thì có một con, cái đồ chặn xích vẫn còn miếng nhựa luôn nha em ha. Con ốc mà tăng đưa dây xích dây sên nó nằm ở mặt trong, mặt trong của cây cưa ha, anh nhìn rõ chưa đó, mặt trong ha, mặt tiền còn quá đẹp. Máy này thì nó cũng có vú bơm phụ nha, đây đây gió nằm đây ha. Rồi khi mà mình chỉnh xăng thì có những con ốc nằm chỗ chữ H chữ L ha. À, ở đây chỉ T, ở đây em nói để cho mấy anh chú ý, để khi mà mấy anh cần căn chỉnh thì mấy anh điện cho bên em, bên em hỗ trợ cho mình căn chỉnh ha. Chứ trước khi cho đi là bên em đã căn chỉnh hết rồi, mấy anh đừng có về tự căn chỉnh nha mấy anh. Tự căn chỉnh thì mình chịu trách nhiệm ha, chứ nhiều khi tự căn chỉnh xong để thừa bên shop bán máy không ok nãy kia nọ đó, em gặp nhiều trường hợp như vậy đó. Mà khi mấy anh thú nhận thật sự đi thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình để em biết. Nhiều khi mấy anh nói shop máy chạy ngon giờ chạy không ngon, em đâu có biết lý do tại sao, mình phải nói sự thật rồi em mới hỗ trợ được, chứ em cũng không bắt bớ gì mình đâu đó. Cái chữ Makita trên cái lam nó có in vô luôn nè mấy anh, cực kỳ đẹp ha. Đó, rồi cái nắp xăng pha nhớt nằm phía trước ha, có hình cây xăng nha. Đó, nắp này là nắp nhớt lam nè, thông số trên máy còn đẹp ha. Ốc zin dưới đây thì nó màu đen, mà kiểu trên đây thì nó màu vàng nha mấy anh, màu vàng quá đẹp ha. Đó mấy anh thấy đó, thông số còn luôn Makita 332 rồi đó, bô khối nè còn đẹp ha. Rồi cái chỗ này á, cái chỗ này á là mình tháo ra ha, mình tháo cái này ra, nó sẽ có cái bộ lọc gió đó, nó có cái bộ lọc gió đi chồng nói chuyện đi. Cái bộ lọc gió này nè mấy anh, là mấy anh tháo cái này ra để cho sẽ có bộ lọc gió, hay lâu ngày cái mình cưa cây đó, cái mạng nó sẽ đóng vô đây, mình tháo ra mình vệ sinh nha. Đó, rồi cái công tắc của nó nè, công tắc nó dần còn cái miếng nữa nè mấy anh thấy không, cái miếng màu đen nữa nè, nên là không có bị đau tay ha, xịn sò chỗ công tắc này luôn. Những cái ốc máy nè kỳ đẹp, máy này là em thấy ít sử dụng luôn. Cái này có thắng xích nha mấy anh, này thắng xích nè mấy anh thấy không, mày dở lên tiếp chị ơi Dương, nè dở lên nè, đó là di chuyển được ha, đi xuống nè. Đó, khi mà mình khởi động máy mà mình lên ga cái lửa cắt nó không quay thì mấy anh kéo cái thắng này lên giùm em, nhiều khi quá trình vận chuyển đẩy nó xuống á nó bị thắng xích thôi. Rồi mã này chốt B2 giùm em nhanh nha mấy anh, B2 37 ly, đẩy lên giùm chị ơi Dương. Rồi giá báo ra cho cái máy này là nhiêu đây, cui 2 triệu nha mấy anh, 2 triệu cho cây Makita tay cục ha. Rồi, cái đó là cây Tanaka nè. Leo trèo thì thắng xích là ngon lành nhất. Trọng lượng có xăng tổng nhớt 4.3 kg. Chiều dài của cái lam 3 tấc 8 nha mấy anh. Đó. Em sẽ đưa lên cái bàn quay cho mấy anh xem tham khảo nha. Quá đẹp chưa cây cưa. Cái này là đến từ thương hiệu Tanaka 330 nha mấy anh. Một cây máy áo tím cộng màu đỏ nha, không phải cái này là màu lông chuột chứ màu đỏ mấy anh ơi, rất là đẹp luôn nè, tắt nè, mở nè. À, dòng máy này em bán thấy thông dụng, khách sử dụng từ trong Nam ra Bắc rất thích những cái mẫu này. À, nồng thì ha, nó bạc, tua chạy rất là nhanh và đặc biệt nó vừa túi tiền. Những con ốc máy mấy anh thấy nè, quá đẹp ha. Ốp ga, giữ ga giùm em nha. Đấy, bộ khối nó trắng đẹp chưa, Makita Tanaka ha, đồ chặn xích vẫn còn đấy. Rồi đó, cái lam thì còn chữ Tanaka luôn ha, mặt cắt còn quá đẹp và dày. Lam này nó sử dụng xích là xích 91 nha mấy anh trai. Con ốc tăng đưa dây xích dây sên nằm trên cái lam luôn ha. Đó, mặt tiền nè, rất là đẹp. Rồi vú bơm phụ nằm đây ha. Đó, le gió nằm đây, mấy anh kéo cái len này ra, khởi động máy xong máy nổ mấy anh đẩy le vô giùm em ha. Rồi thì cũng có hình cây xăng nè, là xăng pha nhớt nằm phía trước, nhớt lam nằm phía sau giùm em nhanh.
Còn lâu ngày mà mình khởi động máy mà nó bị máy nó chạy chậm, nó không hoạt động ngon nữa đó. Mấy anh lấy cái vít ba ke mấy anh tháo chỗ này ra ha. Rồi đây lấy cái nắp này lên thì nó sẽ có cái bộ lọc gió, mấy anh lấy ra mấy anh vệ sinh sơ giùm em ha. Và đặc biệt cây cưa này nó có thắng xích nha, như nãy biểu diễn đó. Nè, có thắng xích ha. Rồi mã này cũng 2 triệu luôn nha mấy anh. B3 37 ly giá là 2 triệu đồng cho cây cưa ha, đẹp tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Rồi cái đến là cây rô mắt. Dữ ghê hả? Rồi căng đi. Rồi cái cưa này trọng lượng là 5,7 kg nha mấy anh. Chiều dài của cái ba ốp lam, chiều dài của cái lam đó là 3,7 tấc ha. Quá đẹp. Nhất lam nè nha. Nhất lam là cái nắp này. Còn nắp xăng pha nhớt là nắp phía trước ha mấy anh. À, phía trước chú ý giùm em. Rồi, cái này thì nó sử dụng xích 91 còn khá đẹp nha. Cái lam nè. Lam còn tem luôn nha mấy anh. Đó, lam còn tem luôn. Con ốc mà tăng đưa dây xích dây sên nó sẽ nằm bên trong này ha. Đó. Vú bơm phụ nè. Công tắc nằm đây ha, đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha mấy anh trai. Đó, quá đẹp cho cây cưa này mấy anh ơi. Đây, ô cưa này nó có thắng xích luôn nha mấy anh. Đó, thắng xích ha. Mã này cũng chốt cho em mã B4 36 ly 2 triệu ha, 2 triệu đồng cho cây cưa Romax. Đẹp quá. Rồi, kế đến là cây Hitachi chúng cái giò. Em giật cổ trước ha. Dài của cân nặng là 4,2 kg cho cây cưa này, tổng xăng và nhớt. Lam này nó dài 4 tấc nha, 4 tấc mốt luôn, có xích luôn là 4 tấc mốt nha em. Còn không có xích thì nó 4 tấc à. Cây cưa này nó đẹp, công suất 35 nha em, máy lớn ha, nòng 2 lá bạc. Có lẽ là cái lam như vậy mấy anh nhìn nó xấu ha, tại nó chóc đi cái đen đen này thôi. Chứ người ta mặt cắt người ta còn dày nha em. Còn chữ Hitachi màu luôn nè. À, sử dụng xích là xích 91 ha. Hàng này không phải hàng vỏm đâu nha mấy anh. Hàng này hàng xịn sò nha. Nhật bãi xịn sò. Nè con ốc tăng đưa dây xích dây sên nằm đây luôn. Chỉ có phiên bản đời mới như vậy mới còn có cái con ốc nằm trên đây ha. Cái đồ chẳng xích người ta cũng còn nữa nè. Đó, mặt tiền nó còn cực kỳ đẹp ha. Nè vú bơm phụ nè, ly gió nè. Đó, nắp xăng pha nhớt thì nằm phía trước. Nắp nhớt lam nằm phía sau ha. Công tắc nằm đây nha. Đó, mở nè.
Mấy anh nghe tiếng máy nổ thì biết rồi đó, hạ cây đứng ngon lành nha. À, tỉa nhánh thì thôi cũng phải là xuất sắc luôn. Có khóa xích. Mẹ không có khóa xích hả? Rồi khóa xích không xài được nữa rồi nha mấy anh. Nó có bật xuống nhưng mà không có ăn. Đó. Thì nói chung cũng có cái lẫy dữ ha. Mấy anh đẩy cái này xuống. Giật nổ đi, mấy anh đẩy này xuống ra cũng không chạy, mà mấy anh đẩy này lên cũng không ăn ha. Chỉ khi mấy anh bóp cái trên đẩy cái dưới à, thì ra nó mới ăn thôi. Rồi mã này chốt giùm em nhanh là mã B5 38 ly, 2.100.000 đồng nha. Nhớ giùm em nhanh, công suất tới 35cc luôn nha mấy anh. Rồi cái đó là cây xenon nè. Cái gì ở dưới? Đang giật mà nó bị đứt công dây, nó xuất cái này ra mấy anh ơi. Xuất cái này ra nè. Thôi em để ra đi để em chỉnh dây giật lại rồi em lai tiếp. Xíu đi vô mắt này. Rồi cái đến là Roden Curit ha. Em kẹt nó vô đi Thanh. Rồi 4,2 kg. Chiều dài của cái lam này là 4 tấc nha mấy anh. Công nhận cây cưa rồi đen kêu riết này, biết bao nhiêu khách hàng săn đón. Nó nổ nghe đã thiệt, nổ nghe sướng tay thiệt, quá giòn. Kêu riết rồi đen lam kìa. Còn chữ kêu riết rồi đen luôn ha. Sử dụng xích 91 nha, có ốc tăng đưa dây xích dây sơn thì nằm trên cái lam luôn, chẳng xích đồ cũng còn nha mấy anh, quá đẹp đó mấy anh. Nhìn giùm em có dập thông số mà. Mặt đèn nè, đó le gió nè, chú bông phụ còn đầy đủ ha, thông số rồi nha mấy anh, made in Japan ha. Rồi cái bộ mà lọc xăng pha nhớt thì nắp nó nằm phía trước ha, đó, nắp nhớt lam nằm phía sau, dập dật còn tem khá đẹp nha mấy anh, quá trời nhìn nó sắc sảo luôn à. Tắt nè, mở là đẩy lên ha. Rồi, yeah. Rồi cái này đồ chẳng xích chẳng còn sử dụng được ha. À. Sử dụng xích 91 nha. Mã này chốt giùm em nhanh mã B7 37 ly, 2.100.000 đồng nha anh, cho cây cưa rồi anh kêu biết. Vậy gì dư? Sẽ cò. Gì hả? Sẽ cò hả? Rồi. Rồi vậy là khai thác thêm một chức năng nữa mấy anh ơi. Cái này là cái nút xả cò ha. Nếu mấy anh nào muốn giật nhẹ thì mình đẩy cái này mạnh xuống cái giật là nó nhẹ. Còn không chịu đẩy xuống thì mình giật nó hơi nặng tay xíu ha. Trọng lượng là 5,8 kg ha. Chiều dài của cái lam 4 tấc 6 nha mấy anh. Mẫu này thì hạ cây đứng là ngon lành cành đầu luôn ha. Đến từ thương hiệu Makita. Đó. Lè gió nè. Đẩy vô là mở lè ha. Tắt, mở. Quá đẹp. Mặt trước cũng như mặt sau ha. Ốc nè, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Tô chẳng xích nè nha mấy. Mà còn ốc 7 màu vàng, vàng tư luôn. Nè, vàng khè luôn. Cái lam còn chữ Makita ha. Ồ, cái lam này sử dụng xích chuột nha mấy. Sử dụng xích chuột. Mặt trước cũng như mặt sau ha. Mặt cắt chưa có dấu hiệu mỏng nha. Rồi con ốc tăng đưa dây xích dây sên nó nằm chỗ này ha, nằm phía trong.
có xỉ gỗ luôn nha. Đó, mặt tiền khá đẹp. Rồi cái này là cái nắp xăng pha nhớt ha, nắp phía trong là nắp nhớt lam giùm em nhanh nha. Đó, quá đẹp. Không còn gì để chê mã này hết. Mã này thì nồng nó là 40 ly nha em anh. Mã chốt là B8 giùm em nhanh, giá là 2.400.000 đồng ha. Cái cây gờ nè. Cân nặng là 6,3 kg, chiều dài của cái lam là 4,6 ha. Cưa này nó sử dụng xích chuột nha em, lam là lam Latin, quá đẹp. Mà cắt phía trong và phía ngoài đều đẹp như nhau ha. Ốp tân đưa dây xích dây sên nằm trong đây nha. Cái này thì hại cái đứng nha em ha. Đi cưa thuê rồi đó ha. Ok luôn. Nắp nhớt lam nằm phía dưới, nắp xăng pha nhớt nằm phía trên. Nó có những cái hình như thế này ha. Mình thấy mặt tiền siêu đẹp ha, xenon Komitsu nha. Cái này thì con ốc chỉnh Genty nha em ha. Ốc chỉnh Genty nằm mặt này luôn. Anh thấy đẹp chưa? Hàng em lựa từng con nha, cho nên mấy anh mua hàng của em anh an tâm đi. Em lời mỏng giờ là không có nhiều đâu, tại mua giá cao thôi ha. Mua cao bán cao, mua thấp bán thấp thôi. Nhưng mà lọc được những cây cưa đó, đẹp, chất lượng, zin toàn tập cho mấy anh ha, là quá ngon lành rồi. Tắt nè, mở là đẩy lên ha. Mã này thì mấy anh chốt cho em nhanh mã B6 nha, em anh 40 ly 2.600.000 đồng ha. Là chốt được cây G365 rồi. Rồi cái đến là cây Ryobi 3435. Lô 7 ha, chiều dài của cái lam nè, dài là 4 tấc. Mấy cây cưa này là em chịu khó pha nhớt nhiều chút cho nó ra khói cho mát máy chứ không có hư hao gì đâu em anh. Nhiều khi em sợ, không phải đâu, em làm nhiều rồi em biết là chữ mát in Japan này, mấy anh thấy chưa mấy anh trai? Ryobi này chạy động cơ của Xenon Komitsu ha, mà đời cao quá. À, lay gió của nó thì cũng là lay tự động luôn nha mấy anh trai. Đây ống lè kéo ra ha, ốp ra thì nó mở le, không tắt nè. Đây này nó có chú bơm phụ luôn. Và đặc biệt là cái cưa nó đời cao quá, cho nên mấy anh thấy là cưa cà nhịp ha. Thì mấy anh giật máy nổ lên ga đưa nhẹ vô cái mặt mình cần cắt ha, là nó bắt cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Đó, tại vì nó có cái độ thun nhịp riêng á em. Ở sử dụng xích 91 nha. Cái cưa còn cái lam còn chữ Ryobi luôn nha mấy anh trai. Đó. Trọng lượng nhẹ nhàng, máy chạy thì siêu khỏe nha. Máy này thì mấy anh chốt cho em mã B6 38 ly 2.600.000 đồng ha. Nẹt vừa thôi. Vậy ta mình thử máy ta nẹt thêm.
5kg 2. Nè có công an xuống làm 4 tắc 6. Lúc trước có thời gian em bán cưa em bán rất là được luôn mấy anh. Mà mình ở chợ mà mình vô nổ này nè, cái người ta ghét, tao báo công an á, ghét kìa, không bán cưa mấy cái cỏ là gì đó. Vậy em mới có bán lại đó. Chứ em bán cái gì chất lượng cái đó ha. Cinewa này là 393 nghe, nồng 42 ly nghe mấy anh. Công suất là trên 39cc. Cái lam nó rất là xịn sò ha. Lam này lam Latin à, có tản nhiệt, còn chữ Cinewa luôn. Xích này là xích 325 nghe mấy anh. Có xỉ gỗ luôn ha à. Và đặc biệt này nồng đứng nha. Này có thông số Made in Japan luôn nha mấy anh trai à. Rồi mã này nó cũng có xả cò à, mấy anh bóp cái này vô. Rồi mấy anh giật máy đi, nó nhẹ như là trợ lực vậy đó. Hai chịu khó bóp vô thì giật nó nhẹ, còn không bóp thì mình giật nó hơi nặng xíu thôi. Đây xỉ gỗ, xỉ gỗ rồi đồ chẳng xích chẳng còn ha. Đó. Rồi mấy anh thấy cái cưa cưa nó có nhịp không? Nhịp là do nó có khung á, nó có cái độ đàn hồi. Để khi mà mấy anh cưa cây, mấy anh đưa vô hạ cái đứng hoặc là cưa những cái máy nhánh đồ á, nó nhẹ đi cái lực cho mình không cần phải dùng hết sức để mình đè ha. Rồi nhịp về nhịp mấy anh đưa nhẹ vô thì nó sẽ bóp thôi. Đó. Mã này chốt cho em nhanh, mã B11 nha, 3.200.000 đồng nha em. Máy khỏe. Rồi cái đến là G37. Cân nặng là 5,6 kg. Chiều dài của cái lam này là 4 tắc rưỡi nha. G3007 nha em anh. Máy này nồng nó 39 ly ha. Lam thì lam Latin, sử dụng xích 325 ha. Đó, lam thì còn tản nhiệt luôn nha, cưa không sợ bị nóng nha em ha. Chỉ gỗ nè, quá trời đẹp luôn. Này mà anh nào mà hạ nhận hạ cái đứng rồi đó ha, ngon lành luôn. Cưa thuê. Máy này thì nồng đứng, le thì le tự động luôn nha mấy anh trai. Đó. Giật này cái phiên bản trợ lực ha, giật siêu nhẹ. Nắp nhớt lam phía trước nè. Nắp xăng pha nhớt phía sau ha. Đẩy xuống là tắt nha, đẩy lên là mở nha mấy anh. Mã này chốt cho em nhanh, mã B12 39 ly, 3.900.000 đồng ha. Cho cây cưa G3007 nha mấy anh. Cái này nó có thắng xích luôn ha. Rồi em chào và hẹn gặp lại mấy anh ha, tạm biệt.